video có phân đoạn và có phụ đề, nhấn vào bánh răng ở màn hình xem video để tùy chỉnh và nhớ xem mô tả video. Bây giờ bạn sẽ làm y hạt như mình nhé. Ok, chuẩn luôn. Đi qua đây. À, tại vị trí này nha, ngay đường này nhé, khéo qua. Ok. Rồi kiểm tra có lệch không nha. Rồi chúng ta sẽ đặt lệch ra nha. Một, hai, ba, bốn, năm, ok. Vô. 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 Một, hai, ba, ok nè. Nha, một, hai, ba, ok. Lên. Rồi, bạn click chữa trong nút shift nha. Tiếp theo, bạn chép cho mình cái cuốc. Sau đó nhấn chữ shift. Sau đó phải chế cho mình cái giờ một bàn câu. Rồi với có lẽ bây giờ tôi đã bị đói, tôi sẽ tiến hành câu cá. Con đầu tiên sẽ là 4 giây mỗi con. Ok, tại đây các bạn có thể sẽ được xây cho một cái nồi nhỏ để tiện trong việc hút chỗ cái bụng của bạn. Một lần này, rồi cái nữa này, cách nhau 1 giây nhé. Cách nhau 1 giây là bạn nhắn, đừng gấp quá. Rồi chúng ta có lươn, có thể ăn sống dịp tiếp hoặc ăn bỏ vào nồi. Bạn phải mở sách nấu ăn lên nha. Tiếp theo chế dùng sách nấu ăn. Đây. Rồi dựa vào công thức này bạn nấu nha. Ok. Dựa vào công thức này bạn nấu nha. Riêng đặc biệt có đầu bếp Wally. Chỉ có đầu bếp Wally mới nấu được canh cá hầm thôi. Một số món đặc biệt của đầu bếp Wally nha. Đó này, anh này phải chỉ số khá là khủng ha. Đây là món top 2 đó. Và ban ngày buổi rửa với hay ngủ và hay đánh chúng. Khi chúng đuổi nhà bạn mà chúng không chợt kịp trả bạn ngay, chúng sẽ ngủ. Và bạn tiến hành bắt cho bạn bướm đối với quanh nhân vật quanh đi nha. Bắt buộc phải có bướm và phải bắt nó về. Tiếp theo bạn trồng bướm ra để chúng sản sinh ra bướm. Tiếp theo bạn hãy cho mình một ít tấm lục. Tiếp theo bạn bắt cho mình ông vàng, chú ý chúng sẽ tấn công bạn nếu bạn làm vậy. Càng gần cổ thì chút khả năng xong là tấn công bạn. Bạn bắt cho mình 4 con nha. Tiếp theo bạn lại cho mình thùng nuôi ong. Đặt chúng ra. Ok, một khoảng thời gian sau. Đây tôi thả ong này nè. Một khoảng thời gian sau khi xuống, đúng xem đủ số lượng 6 con ong bạn có thể thu hoạch. Lưu ý bạn sẽ thấy chỉ số mỗi con ong là 1/6. Khi nào đủ 6 điểm chúng ta sẽ quay trở về tổ phía và tiến hành đổ mật. Tiếp theo bạn đặt giờ cho mình thùng suy ngẫm. Đây sẽ là bến cảng của bạn về sau. Nhưng mà chúng ta chưa thể đi biển được đâu. Chưa thể đi biển được. Tiếp theo bạn đặt cho mình một cái lồng chim.
Nếu như bạn đi ướt, tức là trời đang mưa, thì bạn sẽ thấy 20% chứ. Rồi, cái dù này là 90%, 110%. Và cộng thêm cái cây nữa là cây này nữa chống nước 35%. Thì được 30% chống nước. Đặt chim vào lòng. Đây là tác dụng của một con chim. Sản xuất trứng nhưng đừng ăn trứng, vì chúng ta sẽ cần một công thức khác trong bản khoa học, tức là thuốc súng. Trứng này sẽ biến thành trứng thối để chế tạo thuốc súng. Mỗi thuốc súng gây sát thương 20 trong phạm vi là 3. Đây là một trong vũ khí nhanh nhất để tiêu diệt một con boss. Nhà thuốc súng là một trong những cách tiện lợi nhất. Tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục trồng một lượng bướm nhất định. Vì sao bướm ở dưới đây nó cũng sẽ không xuất hiện? Mặc dù chúng ta phát sáng trạng hoạt động chống ánh sáng tự nhiên trên mặt đất, nhưng chúng vẫn không xuất hiện, chứng tỏ chỉ có duy nhất trên mặt đất mới có bướm. Vì thế tôi mới trồng chúng ở trên mặt đất. Tiếp theo bài cháy mình chỉ có chị gái, sau đó là chúng ta ở đây. Và chúng ta sẽ tiến hành hái bướm. Khi bạn đứng càng sát, chi cốt chi gái sẽ cộng đến 25 não mỗi phút. Điều kiện độ tươi của hoa sẽ liên quan tới khả năng hồi não của chi cốt chi gái. Độ tươi càng cao thì sẽ hồi não càng nhiều. Bạn cần đổ cho mình một ít nấm. Chúng ta sẽ cần 3 nấm. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành giảm não bằng cách ăn sống nấu luộc. Rồi, tiếp tục ăn thịt sống. Chúng ta cần 45 não. Rồi, ngủ. Lập tức là ngủ nhé, để tăng lượng não trở lại. Tiếp theo bài chế cho mình bẫy thỏ. Bẫy này sẽ bắt một số sinh vật nhỏ nhé. Chỉ cần một cách đơn giản, dụ chúng đi vào cái bẫy bằng cách lùa chúng. Ok, đó bây giờ chúng ta bắt thấy con thỏ đen phải không? Vì thức não chúng ta sẽ cần là 45 điểm và chúng ta sẽ giết chúng. Đây là nhân phẩm, thậm chí thể ra được nhiên liệu ác mộng. Cao cạo là một trong những thứ để chế tạo bùn nhện thịt, cũng từ việc hạ não xuống để bắt thỏ nhỏ. Ok, tôi đã có nhiều lời ấm mộng. Đá thần là nơi để giúp bạn hồi sinh. Khi bạn chết, bạn sẽ biến thành ma. Bằng việc áo và đá thần, bạn sẽ được hồi sinh. Và để trao tròn, đầu lợn chúng sẽ có hai con mắt phát sáng. Mắt lợn sáng lên, lúc này bạn có thể sử dụng búa hammer để đập ra thì chắc chắn sẽ được nhiều lời ấm mộng. Nên nhớ là đúng đem trăng tròn thì đầu là phát sáng, khi bạn đập ra vừa được da lợn và vừa được nhiên liệu ác mộng. Còn chơi nữa sao không nói thành monster ăn tết nhẹ đúng không? Như thế này thì làm thế nào mà chết bất tử. Rồi, thường động đất sẽ rơi ra những viên đá cẩm thạch, tem chế thành hạt đá cẩm thạch. Rồi trồng ra, chúng sẽ chờ chúng là 3 tầng. Nói chúng sẽ chờ chúng là đạt 3 tầng thì chúng sẽ khai thác 3 tầng tháp khai thác thì sẽ tiếp tục chăm giống thêm. Tiếp theo bạn chế cho mình mấy mũ ảo thuật. Từ đây bạn đếm cho mình nhé. Ở đây 1 này, 2, 3. Chú ý khi bạn nhấn phím xe, chúng sẽ chế tác thì hãy phải di chuyển để hủy chế tác. Đó. Bạn đếm cho mình đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đặt ra. Tùy vào bên nào bạn muốn đặt nha. Lấy bên này được nè. Tiếp theo bạn chế cho mình bùn nhện thịt. Rồi đặt nó ra tại đây. Tiếp theo bạn chế cho mình vòng sự sống, tức là bồ cục phục sinh. Khi chết bạn sẽ được, bạn chỉ cần ám vào bồ cục phục sinh này, bạn sẽ được phục sinh hoặc sử dụng bùn nhện thịt. Khi chết sẽ có mặt bùn nhện thịt hiện thị tại đây. Lưu ý bùn nhện thịt ở dưới hang thì chỉ hồi sinh ở dưới hang. Và thường chúng ta sẽ bị thương thì bộ sự sống sẽ tiến hành đổi độ no thành máu. Chính vì thế đừng để nó bị mất không. Vậy mất không thì bạn có thể sử dụng nhiên liệu ác mộng. Và có vẻ như là nó đã không còn tính năng cho phép sử dụng nhiên liệu ác mộng đi 5% cho bộ phục sinh. Khi nó bị mất không thì nó chỉ còn hồi sinh bằng cách ám vào. Vào mùa hè sẽ nghe được tiếng nước vỡ, có các hạt bụi và mảnh vỡ rơi do con boss kiến sư tử ở sa mạc tạo nên. Chạy khỏi nhà ngay vì sẽ có đá tảng rơi gây sát thương và phá hủy công trình. Trên mặt đất sẽ có hố sụp, bạn nên chế tạo vòng cổ ác mộng chế từ kim cương tím ở tháp phép thuật, chuẩn bị đánh nhau với ma S, chỉ cần đánh trúng ma S rồi mới đổi lại thành vòng cổ sự sống.
tiêu diệt nó sẽ được nhiên liệu chế tạo ở tác phép thuật. Mỗi lần nó há miệng là lúc bạn phản công. Người chơi luôn là mục tiêu game nhắm đến, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra ở người chơi nào mà thôi. Còn chơi gì nữa mà sao không hút múc nước? Có gì cháy thì chúng ta sẽ có cái chịu dập lửa. Bằng cách này bạn sẽ không mất máu khi sử dụng dập lửa bằng tay. Bạn sẽ bỏ lò rèn xuống. Bây giờ trời tối đúng không? Tức là mỗi bình tên nước sẽ có 2 lần đập. Một bước một đập. Mỗi lần tên nước sẽ có 2 lần đập. Mặc dù vòng sự sống có hồi chuyển trộn nó thành máu, nhưng mà nó có tác dụng tăng 2 não mỗi phút. Kết hợp với cái này là 3.3 là 5.3. Hệ số chiều não mỗi ngày là 4 điểm cứ mỗi xế chiều mỗi phút, tức là trừ 4 độ điểm não mỗi phút và mỗi xế chiều và ban đêm. Chúng ta sẽ tiến hành tưới nước trước khi trồng cây. Ok, một lần nữa thì đắp vào 100% nhé. Chỉ số 100% nước sẽ là như vậy nhé. Và thấy độ đậm của đất chứ. Ok, 1, 2, 3. Rồi mức này là 75% rồi. Ok, nó là 100% này. Nước bây giờ nhiều bao la nên không cần phải ngại ngùng nhé. Rồi tiếp theo bạn nhấn vào hạt để bấm lên con chọ và nhấn giữ shift rồi kéo ra. Ngoài ra còn cách khác cũng dễ hơn. Bạn giữ shift và click, double click lên ổ đất. Rồi chúng ta đã trồng được 3 sắc hạt thì diện tích thực của chúng là bao nhiêu đây nhé. Bao nhiêu số ô đây bạn nhìn bạn tính nhé. Rồi chúng ta nhấn nút cut, tính nút space để tiến hành nói chuyện với cây. Chuyện này là bắt buộc. Bài chế cho mình người hát rong rất may, máy cấp 1 tức là máy mẫu ao thuật cấp 1 cũng cho phép mình chế tạo cái người hát rong. Nếu điều kiện hơn bạn sẽ làm cho mình máy bóng tối sẽ pull được tất cả công thức chế tác là bị khóa do máy cấp 1 tức là máy ao mẫu ao thuật không cho phép, không thể chế tác được. Chỉ tất nhiên khi sử dụng phép thuật này chúng sẽ sử dụng não của bạn để tiến hành thi triển phép thuật, điều này khá là nguy hiểm, nếu không bạn sẽ bị giết bởi lũ ma. Ngoài ra cũng cho phép mình chế được 6 phần pan để luôn ngủ như kẻ địch. Với 6, bạn có thể trốn thoát bằng một cách dễ dàng. Đây là thứ để cứu mạng bạn. Việc nói chuyện với cây bằng tay khá là mà mất thời gian phải không? Và sử dụng người hát rong, đây là tầm ảnh hưởng của nó. Và chúng sẽ được bắt đầu đây là một trong hai nhạc cụ mạnh nhất là tù và trâu, bằng cách giết bò để lấy sừng bò. Tầm ảnh hưởng của tù và trâu rất là rộng, thậm chí lật từ đây cho đến đây luôn. Sau đó bạn nhấn vào nút shift và tiến hành click lên hình dạng của loại cây này. Đó. Vì chúng là cỏ dại, chúng ta bắt phải loại bỏ. Một cách để nhận biết tòa cỏ dại, bạn thấy chứ? Bạn thấy chỉ số nutrient của đất hiện tại là 28, 18, 47. Nhưng phần sau của nó chính là khoản tiêu thụ của loại thực vật đó. Bạn thấy chúng trừ 2 tất cả chứ? Đó chính là cỏ dại, loại gây hại cho dinh dưỡng của đất. Giống như ngoài đời, nếu mà cây không có đủ chất dinh dưỡng, tất nhiên sản lượng sẽ bị ảnh. Ở phân đoạn kiểm tra ánh sáng ruộng nông nghiệp ở video thăng 4 hoặc thăng 5, tôi có đề cập đến stress, đừng hỏi tại sao không cho ra quả khổng lồ. Tiếp theo sau khi quả đã được lên này, nó cho ra quả bạn lập tức thu hoạch liền nhé, không chỉ số stress shot của nó sẽ tăng lên. Bạn lưu ý cho kỹ nha, từ 0 cho đến 1 điểm stress point chắc chắn lên cây khổng lồ, từ 2 điểm cho đến 4 điểm thì chắc chắn thì sẽ cho một quả và hai hạt. Từ 4 điểm cho đến 12 điểm thì chắc chắn sẽ cho một quả một hạt. Ok, chúng ta tiến hành thu hoạch này. Rồi chúng ta sẽ biết công dụng tiếp theo của con chim. Bạn dùng dễ năng giống hạt và chúng ta sẽ yêu cầu 16 hạt tất cả. Nếu dư ra thì bạn sẽ ăn thẳng hạt nha. Nếu có dư bạn sẽ ăn thẳng hạt hoặc sản phẩm luôn. Thường thì bỏ vô nồi chắc chắn sẽ ra món rau củ dầm, chỉ còn 2 lần độ non. Nhưng nếu bạn nướng ở lò lửa thì chắc chắn sẽ có được lợi nhiều hơn độ non, thậm chí có khả năng hồi máu. Để thu hoạch cho bạn luôn nha. Tôi chỉ là mỗi thời hơn, không khuyến khích bạn làm điều này vì chúng ta chưa đủ lượng hạt yêu cầu 16 đơn vị tất cả. Đó, ăn vào. Rồi đi vào chưa. Và tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt về tủ lạnh và thùng muối. Ok, bây giờ điều kiện là 2 tiếng. Sau khi bỏ vô sẽ là 5 tiếng. Nhưng không bỏ được hạt. Và chỉ được bỏ được thịt sống thôi, thịt khô không bỏ được nha. Rồi có thể bảo quản được cái thời gian 5 tiếng không ở điều kiện bình thường, rồi sẽ bỏ vào. Rồi tôi lại là 1 tiếng, sau đó bỏ vào thùng muối. Ok, chúng ta có 3 tiếng ha. Và có vẻ như chúng ta đang thiếu hạt tỏi. Hạt tỏi là hạt gần như có thể trồng được quanh mùa quanh năm. Ok, tiếp theo đây là gì? Bạn thấy 4 màu chứ?
đây là màu nâu, màu thú, màu trắng, màu đông, màu xanh, màu xuân và màu vàng mùa hè. Rồi, đây là bảng công thức trồng sen canh nha. Và tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu như vậy. Ở công thức đầu tiên chính là chín ô đất. Chín ô đất là một ô nha. Thường thì ở mùa thu sẽ là 4 cà chua cộng với 4 khoai tây nha cho một ô đất. Nếu mà không có khoai tây thì sử dụng cà tím. Sử dụng cà tím, không sử dụng khoai tây. Và ngược lại. Rồi, ở đây là công thức tiếp theo này. 12 bắp cộng 12 cà rốt. Không có cà rốt thì sử dụng bí ngô. Sử dụng bí ngô thì không sử dụng cà rốt. Cộng khoai tây. Sử dụng khoai tây thì không sử dụng cà tím. Và ngược lại. Rồi bạn hiểu chưa? Rồi công thức còn lại thì bạn cũng đã hiểu vấn đề ha. Và mọi có để số lượng nha, có để số lượng nha. Bạn chỉ cần đúng công thức thì chắc chắn lên cây khổng lồ. Đây là công thức cơ bản nhất để mà trồng lên cây khổng lồ. Mà không cần phải có gánh nặng về nutrient vì chúng là cộng hưởng với nhau. Chúng đều cho ăn, đứa này ăn cái kia thì nhả ra phân cho đứa khác ăn. Đó, cộng hưởng với nhau vậy. Vậy là cắt mảnh ghép. Đây là số lượng hạt mà tôi vừa đi khai thác về. Tức là tôi sẽ đi hạt nhặt những hạt các bạn xong trồng ra thì sẽ được dùng con chiên nhân giống ấy. Ở đây gồm có hạt tỏi này, hạt ngô này, hạt ớt này, hạt thuông tức là hạt cà rốt này, hạt bí ngô này, đó hạt bí ngô này, hạt khoai tây, hạt cà chua, hạt hành tây này, cà tím này, cái tép này, và đây còn tủ này, đó hạt thanh long, măng tây, hạt lựu, dưa hấu, rồi đó là tất cả những loại cây có trong stack tôi đã nội dung gốc. Nếu không có hoa muối thì hai tủ lạnh bên này chắc chắn là gì để chứa sản phẩm rồi. Rồi theo công thức mùa đông nhé. Bây giờ hiện tại đang mùa đông này là măng tây cộng khoai tây, cà rốt hoặc bí ngô. Đó là mùa đông nha, mà lưu ý cho mình nha, hiện tại là mới mùa đông thôi. Bắt buộc phải đúng số ngày nha. Thời gian cây phát triển trong vòng 4 ngày để lên cây khổng lồ. Nếu bà đang ở thứ ngày 18 mà bà trồng một cái thì nó sang mùa đông thì cái cây của mùa thu nó không thể là lên được cây khổng lồ. Chắc các bạn luôn. Rồi bà nhắn giữ cho mình nút ALT nhé. Nhắn giữ cho mình nút ALT sẽ hiển thị chỉ số bill. Ờ, bằng cách này bạn cũng sẽ biết được cái số hạt đó. Còn hạt ở đâu. Đó, bạn giữ nút ALT thì sẽ hiển thị cái season của loại hạt đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hành nha, trồng cho bạn thấy để bạn hiểu cơ chế nha. Rồi, bây giờ là 12 bàn tay đó, ok. Rồi, bạn nhấn chữ Shift và kéo ra. Do trồng theo công thức cho nên là không thể nhấn chữ Shift mà chơi nguyên cái ruộng được, không nên đâu. Rồi, bạn nhấn chữ Shift, kéo ra. Chết chưa? Hoặc nhấn giữ shift click chọn từ đối tượng ha. Rồi tiếp theo vào khoai tây này. Đó, click chọn từ đối tượng sẽ tự động auto click. Đó. Rồi khi có trời mưa thì chúng ta không cần phải tới nước. Nó sẽ tự động bổ sung nước cho cây. Ok, chúng ta sắp hoàn tất một công thức cơ bản của đồng nha. Rồi không nên nhắc rồi ngừng ra. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành sử dụng cái nói chị cây. Bây giờ là nếu mà sử dụng mấy công cụ kia thì cũng hơi phí. Đây chỉ là diện tích nhỏ thôi nên cứ việc nói chị cây cho đỡ phí. Rồi cho lốt cho cây lên thì chúng ta khai thác gỗ thôi. Chặt cây là làm nhiều thứ. Có với việc đào phát sản là cái tích trữ thôi, là làm cái rương đó. Đào là cái phần cái có nhiều gì. Rồi nhiều quá à. Chán quá. Cái này giờ quá nhiều ha. Rồi chế cho mình cái giác cảm thạch thôi. Đó. Có đá cẩn thận là chế mẹ nhé, cẩn thận thôi. Làm gì sao nè, chỉ là trừ tập 30% tổng tốc chuyển thôi. Như cái này cũng để tăng thôi, hấp thụ sắt thêm tới 95% nè, bạch tử hồi giác. Rồi bây giờ là cây đang lên giai đoạn 2 nha, cây giai đoạn 1 bây giờ là giai đoạn hạt giống, đây giai đoạn 2 là nhú rồi nè, giai đoạn 3 là cho ra bông, giai đoạn 4 là cho bông bự hơn một chút, rồi giai đoạn cuối cùng chắc chắn là cây khổng lồ nhé. Bây giờ đã cần nói chuyện nuôi trend thì chúng ta không cần quan tâm, vì chúng ta cần trồng sen canh nên chắc chắn sẽ là cây khổng lồ nhé, đừng quá hoảng sợ. Mỗi đoạn vui lòng nói chuyện với cây làm cây dựng cái quên một cái là chắc chắn không lên được cái khổng lồ đâu. Stress 2 điểm một cái là coi như thất bại. Ở trong lúc chờ nó lên thì bạn không được đi xa nhé, không được đi xa. Lỡ mà không kịp một cái là xác định này. Cho nên là bạn phải hái làm sao cho cắt cỏ này, lấy cành cây rồi chặt thêm gỗ này. Nó mùa độc đốt gỗ cái lắm. Cộng với cái bộ trang bị mà tôi đã chuẩn bị cho bạn từ trước á. Cũng nên hái cho mình hoa đèn nhé, hái cho mình đâu đó 120 hoa đèn. Khu này cực kỳ nhiều hoa đèn. Để nó biến thành đồ thối, để xuống mặt đất cho nó thối nhanh thành đồ thối. Có cái đó để bón cho những cây cỏ dại nha. Để bón cho những cây cỏ dại, nó được hồi sinh thì nó sẽ cho bạn cỏ. Thật ra bạn có thể cho chim ăn thịt. Rồi tiếp tục đó, bạn nhắn là phải trái xác rồi nè. Bạn chỉ cần nhặt thịt nha. Rồi có cái nhặt thịt rồi cho chim ăn thành là trứng thối. Rồi cái đó mà sản xuất nổ.
chơi với nhà chơi với bọn. Rồi bạn chế cho mình cái một con qua mình thấy là cũng hợp lý hơn này. Ok, cho trộn phân nhé. Nó chỉ sản xuất ra một phân compost thôi, có thể cho cành cây cả cây lóc này, cái này cũng được, cho vô được này, con này đó full thì thôi, cho càng nhiều thì nó sẽ cho ra càng nhanh, sẽ sản xuất ra phân compost. Một điều đáng chú ý, bạn thấy màu xanh trên giờ công cụ chứ, màu xanh trên ba lô này, cái gì xanh trên cái dây chuyền này, đó là những trang bị bị ướt rồi, đồng tháo ra cho nó mới là tục não, không tháo ra không là nó sẽ bị tục não, sau đó bạn không khô. Bạn hết ướt chừng nào nó hết cái gì xanh đây là tất cả mọi thứ không phải giống bình thường, bạn bắt đầu trở lại. Rồi đây là lúc quyết định nha, đó nó là cây khổng lồ rồi đó, rồi anh chú ý nha. Ok, còn 1:26 nữa là con rùi phá hoại mùa màng nó tới. Con rùi này tới 1500 máu nên bạn chuẩn bị giáp này. Đó, chuẩn bị cho mình giáp này, chuẩn bị cho vũ khí này. Để chiến nhau đó, bạn mới phải giết nó bằng được và cùng cái đám rùi con nó đẻ ra nữa. Nếu không bạn cái cây của bạn có bị phá hoại đến nỗi không thể, sẽ có một số cây không được lên được cây khổng lồ. Và bonsai bạn có thể kiếp kéo thả được nhé, có thể di chuyển được bonsai. Do cái list là bonsai. Đó là chỉ việc chờ nó bị cắn chết thôi. Rồi đây là phần thưởng từ việc chúng ta giết con ruồi ăn trái chúa và được con ruồi ăn trái tăng thiện. Bạn thấy chưa? Và nó có tác dụng giống như glamour cộng 6 nạo 1 phút. Và con ruồi tăng thiện này chính là một tay nói chuyện phụ chúng ta cho lúc chúng ta trồng trò và hậu quả khó lường ha. Đấy. Rồi bạn nhặt cho mình thạch nhện nha, nhặt cho mình thạch nhện. Sau đó bạn chế cho mình thuốc hồi phục. Sau đó bạn sử dụng thuốc hồi phục để healer cho người bạn của chúng ta. Rồi bạn thấy con gecko chứ, 200 mấy. Rồi chúng ta sẽ mở cửa, đóng cửa nha, nhớ đóng cửa, đóng tất cả cửa. Nó mà sống chuồng lại nên toàn liền. Rồi chữa lành gecko nha. Được theo. Rồi ổng chưa, ok. Thấy đất luôn, chấn động luôn. Thế này chuyện học ngoại lệ luôn rồi. Có số chuyện học ngoại lệ. Nhưng thôi mà vậy cũng sao không sao. Rồi tôi sẽ chế cho mình một cái búa. Cảm ơn. Rồi chúng ta thu hoạch thử nha. Như tôi đã nói, là tuyệt vời. Rồi biến ngô còn kinh khủng hơn nữa thôi. Tôi sẽ skip qua cái phần này. Một cái nữa bạn cần lưu ý, cái lũ thỏ này cũng đôi khi trong lúc bạn không để ý chúng sẽ chạy lại ăn hết tất cả gì bạn thu hoạch nha. Bạn thấy sao quả hạt rồi, sao quả rồi. Ok, bắt đầu ăn, thập. Đấy, như thế bạn phải đuổi chúng đi. Rồi tôi sẽ thử bài phép toán là hạt nhé. Lúc này bạn phải đánh chúng luôn. Lúc bạn để ý là khi nó ăn nó không để ý gì hết. Lúc đó bạn phải giết chúng. Và cái này gần như không sử dụng, không cần sử dụng bẫy, vẫn giết được chi, bắt và giết được họ. Dài để đó bị cháy. Ở đây tôi cũng làm bí thu hoạch đó, thôi tôi đốt. Tại vì tôi chỉ là test cho bạn xem thôi. Thôi cháy cục đó nhẹ. Thôi cháy cục đó nhẹ cùng với một trang bị mà bạn để bị từ trước nhé. Khi nào mà khô não quá thì bạn sử dụng cái bộ trang bị mùa đông. Khi nào quá thì bạn bảo hành mũi lồng mèo nhé. Rồi sau khi bạn trang bị bằng lò lửa các bạn không ổn lắm, bạn tiếp tục đốt cho mình một cái cây nhé. Đừng để nó cháy lan là được. Rồi cháy mà được có cháy vào nhà bạn được rồi. Nhiệt độ tối đa mà sau khi đốt cây sẽ là 90 độ C, tương đương với bạn bỏ gần một cái hồ dung nham. Dành cho kỹ nha. Tại vì ra nên mặc giáp nha, chuẩn bị đánh nhau. Nhìn kỹ, sử dụng chiêu thức Zombie Walking Dead. A, F, D, W, A, F, D, W. Rồi, nhấn phím Q và E để bẻ cong camera. Rồi, đi nhít. Từ từ, bình tĩnh, nhít. Bạn chú ý cách mà rủ sâu tấn công bạn nha. Ok, một cái cạp này. Ok, từ từ, bạn phải giữ khoảng cách. Rồi làm cho chúng cách xa nhau nhé. Ok, chúng động điện nè. 1, 2, 3, chạy. Rồi trong lúc động đất tới thì bạn không đánh nhau, chờ động đất đi qua rồi bạn mới đánh nha. Tiếp tục nè. Tình hình là hai con đang động điện nè. Đó, từ. Nhích ra cái nhẹ, né. 1, 2, 3, chạy. 1, 2, chạy. Nhìn kỹ các cách tôi đánh nha. 1, 2, chạy. Từ, từ, bình tĩnh. Đánh này hai cây này có hòa thuận khá lớn nha. Nó sẽ bị quốc đi. Rồi đừng tham quá, đi ra. Đừng tham, đừng đánh tham quá. Rồi ra. 1, 2, chạy. Đánh từ từ và xác định được tay khả năng đánh nhau nha.
Bằng cách này bạn phải đánh được cá ma. Đấy. Không ổn thì đi đánh một cái thôi. Ai à. Vậy tôi bị chống đòn trúng đòn này nha. Cứ chạy xa ra tí. Ví dụ nó ra đòn đó, điều kiện tiên quyết là bắt buộc ví dụ nó là ra đòn. Rồi đây là phần thưởng sau khi giết được con sâu đất. Tất nhiên nhà cái này mỗi cục thì xã hội 30% độ sáng cho mũi chữa trùng. Nhưng mà cách tốt nhất là bạn nên chế cho mình một cái mới nhé. Chế cho mình một cái mới. Rồi chúng ta chế một cái búa. Bây giờ tôi xin tiếp tục nói về mole nha. Để tôi đặt con chuột này ra. Tự động đặt sẽ rơi ra những con mole. Sau đó bạn bỏ một viên mồi. Chúng sẽ tự động mồi tới bạn. Thì bạn chỉ việc gõ một cái thôi. Bông. Rồi thế nào là bắt được con nó à. Rồi tiếp tục cho nó ăn nè. Đó. Mỗi cái bố sát thương tới 13 đen nha. Ok, hi rồi nè, nó lên 27 rồi nè. Bạn khỏi nữa nó không chết đâu. Rồi chúng ta thả con chuột đó thôi. Băng. Ok, thời gian sẽ được reset. Có nghĩa hai chủ trùng này đã chết hoàn toàn nhé. Bạn phải giết nó. Sau khi mà trên cửa hang trên này nó sẽ hồi sinh là con chuột ấy, bạn tiếp tục bắt nó xuống dưới. Rồi nó sẽ tạo cái cửa hang ở dưới. Điều này có nghĩa là nhanh chóng đó bạn. Với cách này thì bạn có thể có 50 con chuột và 50 miếng thịt. Mole chỉ xuất hiện vào xế chiều và ban đêm thôi nha. Chúng giống như thỏ người nhện. Khoáng sản rơi xuống mà tôi không có gom. Đây là điều cuối cùng về mole. Một điều lưu ý, dâu mọc ngoài thiên nhiên là dâu chưa được thuần hóa, cho nên là chúng không có số lượng bị harvest, tức là nó không bị số lượng giới hạn nha. Khi hết số lượng giới hạn, bạn phải cần sử dụng đồ thối hoặc ít chất bất kỳ loại phân nào để bỏ cho nó, để khôi phục và để kích hoạt nó lại. Ở đây nó đang héo thì tôi đào một cái sẽ hóa thành cành cây, nó lập tức sẽ bị phá hủy. Đây là loại không thể nhân giống. Ở đây có nhiều loại dâu khác nhau, dâu ba lá, dâu ba chùm và dâu một quả. Dâu ba chùm sẽ mất đến 9-12 ngày để cho ra 3 chùm quả. Mỗi chùm quả sau khi nướng lên, mỗi quả của dâu ba chùm sẽ nướng là sẽ cộng tới 18 độ no. Bộ dâu ba chùm là có chất lượng dâu tốt nhất và nhưng mà tốc độ hư hỏng nhanh hơn so với những loại dâu khác. Đối với loại dâu khác, dâu ba lá và dâu một quả thì chúng đều có chung số lượng như nhau và thời gian hỏng của nó lâu hơn. Thời gian cho ra quả những bộ dâu của bộ dâu một quả là từ 3-5 ngày. Nên khi bạn để ý trên cây nó hiện quả của nó to và rõ, lúc đó bạn nên hái. Nếu quả của nó thấy còn nhỏ quá thì bạn hái lập tức nó sẽ bị héo. Rồi ngay tại vị trí này mình chú ý cho mình nhé, trồng ngay vị trí này để mình cắm đôi mà xem này. Ok, ngay vị trí này luôn. Rồi trồng này. Trồng này. Chỉ cần sai một cái thì cả nguyên nhà của bạn bị lệch hết. Ok, chuẩn chưa? Quá chuẩn luôn. Rồi. Để một cách tiết kiệm thời gian chúng ta viết chữ ship. Đó. Nhầm. Thế là chết liền. Như vậy chúng ta chỉ thể trồng từng cái thôi, tại vì có nhiều chuột nên nó phá. Rồi bà chú ý cho mình nha. Rồi mình sẽ phóng to cho mình xem này. Ok, ngay vị trí này nha, thẳng hàng cái này nha. Nếu không nó sẽ bị lệch một cái nó sẽ đập như vàng luôn. Ok. Đó, tại vị trí này cũng ok. Và là bạn nhấn phím B thì sẽ mở ra chỉ cặp bảng xem Magic làm mình nha. Đó bà chỉnh hình vàng ha. Ok, hình vàng của nó này. Dấu kéo. Nhưng mà tôi thì tôi thích ra hình vuông rồi, bạn nên chỉnh hình vuông nhé. Đó mới bị trồng dâu như vậy. Ok nè, ok, ngay chỉ giữa này luôn. Ủa. Rồi thẳng hay không? Ok, thẳng luôn. Đó, cứ vậy mà làm nha. Rồi nếu mà bị như mình không thể trồng được thì chứng tỏ đang bị cái ụ đất này nha. Hoặc bị cái hang chuột này bạn đào đi. Bạn chỉ dài hang chuột đi nha. Rồi, mình sẽ tiến hành trồng sau đó đào đào lên. Đó, fit đó. Đó, phía một hạt thôi thì bù lại trồng được cây thôi, ok. Rồi nếu bạn cảm thấy nó bị che thì chịu khó chỉnh góc nhé. Chịu khó cuộn chuột lên này, à, chỉnh góc. Chỉnh góc cho camera, chỉnh góc nhìn nhé. Cho đến khi hiện chịu trồng. Ok nè, cái này ok nữa. Bằng cách này bạn sẽ trồng được nhé. Rồi bạn bỏ đồ khó cho hành trang nhé, sau đó click để nó bám lên con chuột này. Rồi click chữ ship. Rồi double click lên. Ok, nó tạo auto hết. Mà để mà nếu mà để trong ba lô thì nó sẽ bị ngắt quãng nha. Rồi chúng ta đã trồng được 52 cây nhé. Ok, chúng ta còn 68. Vừa rồi là 120 đồ thối. Tiếp theo bài chế cho mình 10 củ gỗ nha. Chế cho mình 10 củ gỗ. Rồi bài đấy cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quốc à, cũng ngay đây luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Đấy. Vô. Chuẩn luôn. Cái loại viên rào này 1, 2, 3 ở từ đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đặt. Rồi, cái này đặt cái tiếp một cái sạch thịt. Rồi tiếp theo là cái ruột trong nấm, em đặt ra thì liệt kề hai cái như vậy nha. Ok, 1, 2, 3 rồi đó, đặt hai cái liệt kề rồi, chắc chắn rồi để mà chặt ăn chúng ta kiểm tra nhé. Đó, xuống đây vẫn đặt được cái đào nha, cùng một đường nha, nghe hạt thao lối luôn. Đây được rồi, đề can nhé. Ok, tôi sẽ tiếp tục đề can này. Rồi, tôi đặt ngay đây luôn nhé. Rồi, chuẩn luôn. Với cách này đảm bảo cho bạn sẽ đặt được hết, không bị giật chữ thập màu đen. Hãy lên. Đây lỗi lỗi kìa nhé. Thông thường sẽ có những chuột bị lỗi để tiêu diệt nó, nếu không là bạn không thể chậm được giá phơi luôn nhé. Những chuột này nó hay đứng một chỗ, không đi đâu cả. Và hiện tại bạn thấy mình đặt được không? Thật ra là mình mới vừa bắt cấp lại file game nhé, tức là bắt cấp lại ngày 1 từ lúc cho nhân vật luôn. Thật ra là mình bị lỗi cái bớt game này, một cái coi nhiều khi có xác suất bạn gặp nhé. Bạn nhìn mặt đất bạn không thấy bất kỳ cái gì nó lấn át khiến mình không đặt được cái sào, mà trong khi mình dùng luôn cái chĩa, dùng luôn cái chĩa mình cào đắp lên nó vẫn bị. Thật ra mình phải bắt cấp lại rồi cho chạy refresh ở server tới 2-3 lần nó mới hết đây này. Bây giờ mình mới đặt được như vậy nhé. Rồi bạn đế cho mình nhé, 1, 2, 8 này, 8 này, 2 này là 8 cái. Và tiếp tục đặt ra này, 3 công nhé. Theo thiết kế bắt đầu nha. Rồi, vừa đây bạn đếm cho mình 8 cái nữa. Ok, chuẩn chưa? Rồi bạn kiểm tra nữa, từ đây nè. Bạn chạy qua đây. Một đường thẳng luôn. Thẳng băng luôn. Chuẩn chưa? Rồi từ đây chạy qua đây, ok. Đó, quá chuẩn luôn. Và tổng cộng như đây là 32 ruộng nấm cùng với 24 sạp thịt. Rồi, ngon lành. Rồi, từ đây bạn đi từ đây nhé. Bẹt. Bẹt. Rồi, chuẩn cơm chưa? Chuẩn chưa? Học môn hình học nhé. Tôi học môn hình học hơi bị kinh. Thánh đề can nhé. Nó luôn luôn để một trống một góc như vậy cho nó đẹp. Vì sao chúng sẽ bỏ một cái tường đá vô. Bỏ tường đá vô hay bất kỳ để trang trí thêm nè. Nguy hiểm. Phải đúng góc nhé. Phải đúng góc nè. Rồi cũng từ đây này. Anh em nghĩ vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề kinh khủng chưa? Dạ. Chỉnh góc là được, chỉ cần chỉnh góc sẽ đạt được. Ok, cửa đâu. Ok, chuẩn luôn, ngon lành. Rồi, xong một góc, ha. Tức là chúng ta đã có hai khu khi. Quá tuyệt vời. À, dễ thôi. Sao thịt nha. Rồi, cứ để như vậy, 7 phút sau nó khô. Nó khô thì sẽ bảo quản được tới 20 ngày. Vẫn còn trên sao. Nghĩa nó còn trên sao thì sẽ bảo quản được thêm 20 ngày. Phơi rồi thì không bỏ vô được hũ muối nhé. Rồi tiếp theo bạn đi đập cho mình nhà thỏ nhé. Lưu ý là lũ thỏ có khả năng tấn công bạn. Có phân số con thì không, có nhưng có số con thì có đấy. 1, 2, 3, 4. Ok, con này hiền nè. Nhưng mà phải thật sự tranh thủ nha. Nếu không lũ thỏ sẽ ăn hết cà rốt. Lúc này bạn không có cà rốt để xây nhà thỏ đâu. Ok nè. Nhìn như kỹ nha. Ok, 1, 2, chạy, cắn hụt. 1, 2, chạy, rồi. Đó là đánh thành 2 cái là chạy. Đủ heo như này chỉ là những vệ sĩ, những tên vô dụng. Những tên vô dụng thực sự khi ở dưới hang động. Rồi từ giữa đây bạn kéo lên.
à, tại vị trí này 1, 2, 3, đặt. Rồi bây giờ chúng ta đã có 8 làn thổi đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta đã có hộ bệ rồi nhé. Rồi bây giờ hình dạng mà bạn muốn định hình cho cái nhà thổi của mình như thế nào nhé. Rồi tôi đã xây xong 27 nhà thổ. Bạn nhớ cứ 9 nhà thổ sẽ giết được một một nhãn chú của tôi nha. Làm thổ hộ vệ siêu xịn luôn nha. Và mỗi chứng nhận là một con nhãn chúa. Bọn này yêu hòa bình. Nếu bạn nhặt nhầm thịt, tất nhiên số phận bạn sẽ được ăn bài. Hãy cẩn thận. Với cánh cửa ở đây thì chắc là cũng không sao đâu nha. Cánh cửa này cũng khá là an toàn để ngăn cản một chúng tiến công vào. Rồi khi bạn đứng đầu thuyền ván, bạn chế cho mình như công thức đi biển như sau. Một thuyền ván. Rồi cái máy chèo. Rồi chúng ta đặt cái máy cái thuyền ván ra. Còn đây chính là chiến hạm của chúng ta ha. Thế là chế cho mình cái cột buồm. Và cột bơm thì đặt ra chỉ chế độ ok nhất nha. Và sau đó bạn chế cho mình cái mỏ neo. Đó, như vậy chỉ cần cái thép bạn chế cho mình cái bánh lái. Như vậy cho gần bạn ơi. Cho gần dễ tiện hành động nè. Tiếp theo một phòng tiếp đi câu. Rồi nếu bạn không có ghi thì chắc phải dời một cái tủ lạnh ở dưới lên. Chúng ta xây thành một siêu chiến hạm nè. Rồi tủ lạnh đây. Rồi đặt ra một cái rương. Tiếp và đặt cái trụ thu lôi ra. Rồi cái tép đặt một cái lò lửa ra. Rồi do mùa, nếu mà mùa hè ấy, thì có thể gây cháy. Cho nên là bạn thủ sẵn cho mình một cái bình nước. Một bình nước đã được hút nước chứ không cháy thì một cái là phải. Là này em khoan. Thế anh em chế cho mình đèn soi sàn tàu. Rồi có thể đạp nguyên liệu cho nó nè. Nó giống như một cái lò lửa ha. Còn tôi thì tôi cũng định làm cái lò thu nhiệt, nhưng mà thôi có cái tủ lạnh thì càng tốt nữa. Cho nên là chúng ta sử dụng tủ lạnh nha. Cái tép mình đặt cho mình một cái nồi nha. Ok, có cái để nó ăn. Bạn thấy thuyền đã bị thủng chứ. Chúng ta sẽ chế mình bán sửa thuyền. Đi biển thì còn có cái để sửa chữa thuyền, nếu không spoil. Sửa chữa rồi nha. Sửa xong nghiệp bạn sử dụng băng ép để sửa hồi máu và cho thuyền nha. Và có thể sử dụng được khúc gỗ. Rồi đặt nồi ra thôi. Rồi tôi sẽ đặt lại cái thùng thiết đi cầu. Ok, thùng thiết này thì nó dễ đặt rồi ha. Cái rương thì tôi sẽ chứa mấy cái chèo. Bơi ra tí. Tôi quý hành động này có thể khiến bạn bị ướt, rất nguy hiểm nếu bị lạnh. Và tủ lạnh, nồi để nấu ăn, trang bị đầy đủ tận ra. Trước khi đi biển thì bạn nên không được đi một mình nha. Tại vì có cướp biển gì đấy, chúng ta sẽ rủ những con heo đi theo. Rồi bạn chỉ cần cho chúng ăn thịt, chúng sẽ đi theo và bảo vệ bạn nhé. Ok, chúng ta đã có đồng minh nè. Lưu ý, thực phẩm cho chúng mình sẽ ảnh hưởng tới khả năng thời gian thuê. Tức là thời gian thuê đó chúng sẽ ảnh hưởng đến mà thức ăn mà bạn cho chúng ăn. Đây đối với thịt tảng thì bình thường là 7 phút nha. Nếu có điều kiện thì bạn nên làm cho nó nón bột dục nè, tăng 80% giáp. Cái bữa heo của bạn trâu quá trâu bò nè. Đầu tiên bạn cầm bánh lái, sau đó nhấn về hướng này, nhấn cho cá một lần nhé, nhấn cho lái 2-3 lần cũng được, rồi nó sẽ đã chỉnh hướng rồi đó. Sau đó bạn dừng lái, tiến hành nhổ neo, rồi tiến hành thả bơm, rồi tiến hành cầm bánh lái, rồi đặt hướng. Điều này khá là nguy hiểm, nếu có rạn đá ngầm hoặc có những sóng lớn thì chắc chắn là bạn sẽ toan ngay. Yêu cầu khả năng lái của bạn một cách lưu luyện nhé. Cắt tay thuyền trưởng. Nó sẽ theo quán tính cho được cái điều này thắng. Nếu bạn muốn thắng lại, bạn dừng lại, thả dây neo để giảm tốc độ, nhưng mà nó vẫn di chuyển.
Vì thế bạn kéo cái này lên nha. Đó, bạn một mình nếu mà có một người chơi khác thì có thể gánh bạn rồi gánh phụ bạn cái phần chế phần này, cái mỏ neo với lại cái bùm. Và luôn luôn nhớ khi đi phải chế cho mình một cái quán siêu thị attack sinh tồn. Nếu bạn có điều kiện hơn thì sẽ bật đi attack lương thực, bạn chế cho mình mức 4 cây hay mức 4 cây. Với mức 4 cây nó sẽ quá lợi tiền mà không có một cách một tỷ bớt nào so với quán siêu thị. Luôn luôn nhớ sau khi đi biển xong thì vui lòng mình thả dây neo xuống. Nếu thì bạn của bạn cho thì coi như mất luôn siêu chiến hạng của bạn. Rồi sau khi bạn đi biển mà tìm thấy những cái chủ muối, những tảng đá muối bạn khai thác thì bạn sẽ có được, bạn sẽ chế được thùng muối. Thì tất nhiên chiến hạng có nhiều viên ngọc lam mà. Chuyện này là tất nhiên ha. Tiếp theo tôi có đi đảo mặt trăng. Lưu ý khi đi đảo mặt trăng thì phải hạ não xuống, nếu không là những con ma nhỏ xíu nó sẽ tấn công bạn. Nhưng mà bọn chúng thì tấn công hay được thẳng, cho nên chắc chắn bạn biết cách né, kỹ năng định hướng chứ. Rồi chúng ta, tôi đã nhổ những cây trái đá ở trên đảo mặt trăng nha. Chuyên về quả của cây trái đá thì bạn kiếm, bạn chỉ nên hái những cây nào có quả không bị nứt. Nhưng quả bị nứt, những quả mà những quả nó bị nứt ở cấp 4 khi hái sẽ không được cái gì cả. Nhưng có xác suất rất nhỏ nhận được quả của cây trái đá. Bạn có thể khai thác nhưng xác suất khá là nhỏ ha. Xác suất nhận là đó chúng ta sẽ có được chơi bơ đá tốt nè. Bạn phải sử dụng thuốc nổ để cho nhanh nhé. Nó thuốc nổ sẽ nổ nhiều hơn nha. Và những quả của các cây trái đá chỉ có xác suất 1% nhận được một mầm cây trái đá. Từ đó bạn trồng ra nó sẽ biến thành cây trái đá. Bây giờ bạn trồng nó ở trong đây nhé. Tính hết cả rồi em. Bạn trồng nó ở trong này. Mình cũng nghĩ mình nên sáng tạo một chút nha. Ở hàng giữa này có vẻ là ở hàng là cây trái đá rồi. Thế nên tôi sẽ trồng thêm một cây dâu này. Thì sáng tạo một cây trái đá. Trồng xen kẽ nhau. Vào mùa hè là mùa khá là nóng, nhưng mà mật độ cũng là mùa của cây nấm đỏ. Chính vì thế bạn khai thác cho mình những bào tử nấm này nhé. Mặc cho mình ha. Tôi sẽ cần 32 cái. Rồi bạn chỉ cần gieo nó vào ruộng trồng nấm thôi. Đây bạn thấy 1/6 chứ. Chỉ có bào tử nấm mới được 1/6 nha bạn. Vì sao tôi trồng nấm độc này? Nấm đỏ thực tế là nấm độc, nhưng gấu rất thích ăn. 40 nấm đỏ sẽ gây sát thương 800 máu cho gấu. Và chỉ mới 5 stack thì chắc chắn bạn hiểu rồi chứ. Rồi, viết chữ chuột lên. Rồi, bạn đi đào cho mình nha, bụi cỏ về nhé. Rồi, bạn đi đào cho mình bụi cỏ về. Rồi, từ đây bạn đếm cho mình nha. Rồi, bạn đếm cho mình nha. Tại vị trí này nha. Tôi sẽ bấm to cho mình xem nha. Tại vị trí này, 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trồng. Nó từ đây bạn trồng ra thôi. Trồng theo mình nha, trồng giống như mình nha. Nếu không nó là một cái cho em phải trồng lại đó. Rồi trồng tế vật này tạm giờ thì dừng nhé. Sau đó chúng ta bẻ xuống, nó không lắng quá thì chúng ta không đặt được hàng rào đâu. Rồi từ đây nè, từ chỗ cọc màu đen này, 1, 2, 3, 4, đặt ra. Nó tôi đã tính hết cho bạn đó, tôi đã tính sẵn hết các bạn rồi. Tuy nhiên có một vấn đề bạn sẽ nhận ra nhé. 1, 2, 3. Rồi đi đến đây nè. À, tại vị trí này ha, đáng là phải bẻ cam xuống đây. Nhưng mà 1, 2, 3. Sai rồi. À, cái đường này chỉ có 2 ô rồi, cho nên bắt phải ra thứ. Phải ra cái đây. Chỉ thế tôi sẽ tiến hành sửa chữa. Rồi, chốt nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, giữ đâu một phần này. Rồi đặt hàng rào xem. Đặt hàng rào xem. Rồi, chuẩn luôn. Chúng cơm luôn. Ok. Rồi cũng từ đây nhá, từ đây nó cũng như cái đường này lên. Rồi. Bạn đếm nhá. Nhanh là biết rồi ha. Nhanh là biết rồi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, để cái bên. Còn đây là tổng thể một góc tiếp theo nhé. Tiếp theo mình sẽ đào cây nhỏ nha, chúng sẽ tìm cho mình cây nhỏ. Thường ở dưới hạt con cũng có khá là nhiều ha. Rồi trồng ra thôi. Rồi tôi vừa để xong 118 cây lắm, cây nhỏ nha, 118 cây nhỏ. Tôi vừa trồng xong 220 cây nhỏ. Tôi vừa trồng xong 220 cây nhỏ nha. Rồi bây giờ tôi đang có 282 đầu thối từ việc hái hoa đèn nha. Tôi đang hái 282 hoa đèn nè. Đây từ đây đi đến đây có rất nhiều hoa đèn nha. Nếu mà không đủ 282 thì nó hơi bị điêu ha. Là không đúng nha. Chắc như là dư hơn để ít tính khoảng đâu 500 hoa đèn luôn nhé. Chắc hơn 500 hoa đèn luôn. Tôi hái 282 cho nó trồng cho đã. Và sau khi mà tôi kích hoạt xong ba cái cỏ để xem còn lại bao nhiêu đồ thối á, đây nhớ là 282 nha. Rồi bác có vậy 282 là không đủ, vậy tôi sẽ bổ sung thêm 80 đồ thối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đập cái rương ra nhé. Rồi bằng canh chúng mình nha. Ok, ngay vị trí này nha, mình sẽ phóng tòa bạn xem nha. Rồi mình đập một cái rương đầu tiên ngay vị trí này. Rồi kế tiếp vào đây, cách nhau một chút cộng này để cho nó đẹp à. Rồi nhớ một xe á, thì do tính năng mod action mà ha. Mình cũng đang nói tính năng mod action rồi. Đây không được nha, cách một ô kéo cộng, kéo cộng. Ok, tiếp nè. Rồi mình vừa để xong 29 rương nha, 29 rương. Rồi lưu ý, bạn đóng cửa ở cái khu này. Vì sao? Vì chúng ta phải tránh gecko sổng chuột. Khi thu hoạch có xác suất sinh ra con gecko. Gecko là dạng một dạng cái tiến hóa của cỏ. Cỏ sau, nếu mà cứ để giải dạng cỏ như vậy thì nó sẽ là có 20 lần sử dụng. Hết 20 lần thì nó sẽ cần bằng bón, nó sẽ cần kết hợp bằng phân bón. Bây giờ góc còn lại thì tôi sẽ xây một cái khu store, tức là khu rương nhé, để bạn chứa đồ. Nếu không cái nhà của bạn sẽ giống như cái bãi rác, đồng thời nó sẽ gây lắc cho server. Rồi bạn canh cho mình nhé, từ đây kéo ra đây nè. Đó. Ok, tới đây nhé, càng kéo xuống một vạch nè, từ đây à, kéo xuống một vạch nữa. Rồi ok, chồng. Rồi sau đó bạn kiểm tra. Ok, đặt được cổng nha. Ok, đặt cái cổng này rồi. Vẫn là như vậy, bạn cách cho mình một chỗ cổng nhé. Cứ đặt cách cho mình một chỗ cổng, đừng đặt sát quá nó nhìn nó xấu. Đặt sát quá đúng là tận dụng thì được. Đặt sát thì đúng là đặt nhiều hơn, nhưng mà nó khít quá là nhiều khi nhắn nhầm. Đó. Như vậy là không được nha, cái này là không được nha. Rồi coi như là tôi đã xây xong một khu cuối cùng ha. Tổng số lượng gỗ mà chúng ta sẽ cần để xây cái khu này là 3.360 khúc gỗ. Rồi ở khu vực này bạn cầm trên cái sẻng kiểm tra xem có hố dụng nào không. Hố dụng nó khá là hư hỏng nè. Nó kéo, mình kéo ra để xây kiểm xem có cái hố dụng không. Tất hàng chục ạ. Nó có đó. Nếu mà không có nhà một nhà auto này khó phải xác định được ha. Nó chưa bị nhặt lên. Một điều mà tôi muốn bạn lưu ý nhé, bạn nhìn lần thứ ha. Vì sao chúng ta phải xuống cái khu xây nguyên khu store này rất gọn gàng ha, rất chuẩn luôn ha. Chỉ cần đào cái hàng chục là có âm dương. Rồi đặt. Thường sẽ có những con chuột bị dướng bởi hàng rào, bạn chỉ cần thổi sáo thì chúng sẽ ngủ. Của đó bạn khác không bà đập chúng. Nó bắt lấy chúng đi, nếu không như vậy bạn không thể tiếp tục xây được chân bể cho bài cá. Nhìn quá ok. Quá ok. Rồi tôi vừa đi đảo mặt trăng á, đi đảo mặt trăng chặt cây nguyên phong á thì chắc chắn sẽ được cây bướm đêm. Và dùng vật mà bạn bắt con bướm này về sau đó bạn trồng nhé. Đặt ra cho mình đèn nấm nhé. Đèn nấm phát quang. Đèn nấm này khi bạn đánh nấm nhé. Tức là khi bạn đánh cốc lão đại, con cọc bóp cốc dưới này sẽ được cái đèn nấm.
và cũng sẽ đưa ra công thức đèn nấm, như điều kiện là bạn phải bắt cho được con chim hoàng anh, sau đó bạn thả ở lồng để dưới này khoảng 3 ngày, sau đó chim hoàng anh nó sẽ đổ bệnh, lúc đó bạn bắt đầu thả con chim hoàng anh gần cái nấm của cây của bót nấm, sau đó chim hoàng anh sẽ phát nổ và phủ lớp sơ vàng lên cái nấm, lúc đó bạn đánh con cóc đánh chặt con cóc thì chắc chắn sẽ được công thức cho loại đèn nấm. Các kia bạn hãy sử dụng này nha. Các tiện quay bạn có thể sử dụng bao tiền nấm này. Tiếp theo đây là toàn bộ những công trình còn lại bạn cần phải có. Các kia nó được nằm ở trong tác phần học hết. Đó thì bạn cứ dành mấy phần học nha. Sẽ mở khóa ra và tìm kiếm cho tác thôi. Tính năng bản đồ là tính năng chia sẻ map. Khi đặt lên dầm ở đây, sau đó bạn chế làm cuộn bản đồ. Tất nhiên sẽ cần bút lông vũ và cái này bạn phải giết con quạ. Sau đó thì bạn mới chế được cái bút để vẽ bản đồ. Sau đó người khác học thì sẽ được toàn bộ map của bạn đang coi đã được unlock. Lưu ý bản đồ ở dưới lòng đất sẽ là màu đen, còn bản đồ trên mặt đất sẽ là màu trắng. Học ở khi xuống dưới hang thì sẽ học bản đồ ở dưới hang, và khi ở trên mặt đất thì sẽ học bản đồ ở mặt đất. Nếu không sẽ không có tác dụng. Chúng ta chế cho mình cái chuyện nha. Rồi chúng ta tiến hành cho chuyện nhà. Sau đó ở tab kiến trúc bạn chế cho mình nền gạch nha. Rồi mình sẽ chế cho mình nền gạch đá rồi đá lên rồi nhất. Bây giờ điều kiện bạn có bạn chế lại đây. Máy khoa học liên tiếp và test đèn liên tiếp. Thực chất cái này là để chế thuốc, để chế những thí nghiệm mà sau đó bạn uống thuốc này thì sẽ được bút, sẽ được hiệu ứng ra mỗi bình đều có hiệu ứng riêng nha. Sau khi xây xong, tôi tổng hợp lại công việc, hãy cùng người chơi khác vận hành Mega Bay công xưởng sản xuất này, vì động đất và mọi hoạt động cần người chơi ở đó, đào hang chuột lấy khoáng sản, cho chim ăn thịt, tạo trứng để thối, chế tạo thuốc nổ, dọn dẹp và lưu trữ, nhặt thịt quái cho heo ăn để đánh heo sói, nhân giống nhà heo, cắt cỏ và cành cây. Khi động đất và sâu đất xuất hiện, cần chọn một địa điểm xa nhà, tránh sâu đất giết gecko và động đất gây sát thương cho bạn ruồi thân thiện lẫn gecko, nhớ đóng cửa khu ruộng trồng trọt, khu cỏ và cành cây, dùng mũ nhện chúa sẽ giống Weber nên dễ bị tấn công, người heo tượng trưng cho Hồng quân Xô Viết và Đức quốc xã khi đêm trăng tròn. Chúng sẽ phá hang nhện và gò chó săn nên khuyến khích dùng thỏ người nước Mỹ, giết Dragonfly sẽ có bản thảo chế lò nhiệt cho mùa đông không lạnh. Vảy của nó chế áo giáp vảy gọi ra ấu trùng lửa đánh nhau cùng bạn giống như ấp trừng ấu trùng đi ép đều gây cháy lan. Tôi đặt công trình bị lỗi nhưng bạn cũng thấy lũ chó không phá được công trình. Chúc đại quân của bạn giành thắng lợi trước boss. Cảm ơn đã xem video. Bạn có thắc mắc gì hãy bình luận nhé.